Hello mọi người nha, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay nha mọi người. Tiếp tục video ngày hôm nay mình sẽ review một nhân vật Lego mà mình vừa làm xong cho mọi người. Đây là bộ Lego mình vừa hoàn thành xong cho mọi người. Bộ Lego này thì mà hoàn thành trong vòng bộ Lego này hoàn thành trong 10 đến 15 phút nha mọi người. Đây bộ Lego này thì mình hoàn thành trong 15 phút, chưa tới 15 phút nha mọi người. Mấy mọi người khéo tay hơn thì mọi người có thể làm nhanh hơn mình nha. Mình thì làm tầm 10 đến 15 phút ha. Đấy, mọi người khéo tay hơn, mọi người làm nhanh hơn mình thì làm tầm 10 đến 15 phút. Ok, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn quá trình mà mình lắp ráp như thế này nha mọi người. Khi mọi người mà mới mua về thì nó chỉ tầm một mảnh nhựa rời rạc với nhau thôi nha mọi người. Nó chỉ là một mảnh nhựa rời rạc với nhau, và khi mình mua về trong đó sẽ có một tờ giấy hướng dẫn cho mình để mình lắp ráp theo nha mọi người. Nên mọi người yên tâm về vấn đề là mọi người không biết làm nha. Mình thì